quý vị và các bạn, sắn là một cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân vì có đầu ra ổn định. Hiện nay, tại vùng Phục Hòa, huyện Quảng Hòa, bà con đã thu hoạch sắn hơn 2 tuần nay để phục vụ nguyên liệu cho các nhà máy vận hành sản xuất niên vụ 2024-2025. Tuy nhiên, việc nhổ sắn ở đây vẫn diễn ra ồ ạt, chưa tuân thủ quy trình sản xuất. Điều này không chỉ làm xáo trộn thị trường, khó khăn trong công tác quản lý thu mua, mà còn ảnh hưởng lớn đến đảm bảo nguyên liệu cho nhà máy chế biến tinh bột sắn Cao Bằng. Hơn nữa, người dân vẫn còn thu hoạch sắn sớm, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, giá trị kinh tế và việc để giống cho vụ sau. Theo lịch thời vụ, sắn nguyên liệu được trồng vào cuối tháng 2, đầu tháng 3, vào thu hoạch vào tháng 11 hàng năm. Căn cứ vào thời gian sinh trưởng và phát triển, cây sắn phải đạt tối thiểu 8 tháng trở lên mới được thu hoạch, và tốt nhất, cây phải đạt thời gian trồng từ 11 đến 12 tháng. Lúc này, toàn bộ chất dinh dưỡng sẽ dồn xuống củ, đạt hàm lượng tinh bột cao. Nếu thu hoạch sắn non, hàm lượng tinh bột thấp, chất lượng sản phẩm kém. Trong vụ sản xuất năm 2024, người dân tại các xã Đại Sơn, Cách Linh, Mỹ Hưng, thị trấn Hòa Thuận và thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa đẩy lịch thu hoạch sắn lên sớm hơn 20 ngày so với thực tế, trong khi sắn chưa đủ thời gian phát triển củ, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế của cây sắn. Việc thu mua nguyên liệu diễn ra ồ ạt, mệnh ai nấy làm, dẫn đến xáo trộn thị trường. Để vận hành sản xuất nhà máy chế biến tinh bột sắn Cao Bằng đã triển khai kế hoạch thu mua tại vùng nguyên liệu, đảm bảo giá theo thị trường, tạo điều kiện cho người dân sản xuất thuận lợi. Từ sáng sớm, gia đình chị Lục Thị Nga đã ra đồng thu hoạch sắn. Gia đình chị và các hộ dân ở đây duy trì đổi công trong các khâu trồng chăm sóc đến thu hoạch đối với cây sắn và các cây công nghiệp khác. Nhờ đó giảm được chi phí nhân công trong sản xuất. Sản phẩm đảm bảo chất lượng, luôn tươi mới, tiến độ thu hoạch và các công đoạn cũng được nhanh hơn. Năm nay, mặc dù thời tiết không thuận lợi, các trận mưa lớn kéo dài, cộng với bão lũ, nên diện tích trồng sắn cũng bị ảnh hưởng. Một số nơi cây bị đổ rạp, ngập úng. Nhưng nhờ thường xuyên thăm đồng và áp dụng các biện pháp tích cực, cây sắn vẫn cho thu hoạch. Vụ này gia đình chị trồng 3 hectare, năng suất ước đạt 25 tấn trên 1 hectare, với giá bán 1.700 đồng trên 1 kg, đem lại nguồn thu nhập đáng kể. Toàn bộ sản phẩm củ sắn tươi sau khi thu hoạch đều đưa về nhà máy chế biến tinh bột sắn Cao Bằng phục vụ sản xuất. Mưa bão là cái sắn này nó bị ngã xuống rồi, cái củ nó lại bé không như năm ngoái. Năm ngoái là cây đấy là nhổ lên là nó to, là thu nhập được nhiều hơn. Năm sau lại tiếp tục trồng lại bán cho công ty Cao Bằng. Ở đây cũng có nhiều người thu nhưng mà lại lấy đi bán ở Cao Bằng thì được lâu dài hơn, công ty là được lâu dài hơn. Là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp hàng hóa của tỉnh, hiện nay người dân vùng này đã đầu tư về trang thiết bị, phương tiện máy móc để đảm bảo vận chuyển sản phẩm thuận tiện. Sau nhiều năm phối hợp hỗ trợ, phát triển vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến tinh bột sắn Cao Bằng đã cử cán bộ phối hợp với các hộ dân lên lịch thu hoạch hợp lý, bố trí các điểm tập kết sản phẩm thuận lợi và thanh toán tiền cho người dân kịp thời, không để chờ đợi lâu. Dạ vâng, bây giờ tôi cũng đầu tư được cái xe này để chở các loại nông sản thì cũng được mấy năm rồi. Thì hàng năm thì cũng đến vụ sắn thì tôi cũng liên hệ với bà con ở trong xóm, trong với các xóm trên xóm dưới để tổ chức thu hoạch sắn. Thì mỗi ngày thì cũng được khoảng mấy chuyến. Thì để cũng liên lạc với bà con để đổ sắn để tôi vận chuyển cho nó hợp lý để đưa sắn về đến khu tập kết tinh bột sắn. Công ty được đến thì đổ trả hàng xong thì công ty cũng sẽ tổ chức trả tiền cho, xong là bản thân tôi thì cũng thấy là rất là thuận tiện. Thứ nhất là tôi cũng được tiền xong là mang đi cho bà con luôn.
Quảng Hòa là địa phương có thế mạnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa. Do đó các cây trồng luôn đạt năng suất, sản lượng cao. Hơn nữa, người dân khai thác tốt tiềm năng đất đai nên chủ động trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Riêng đối với cây sắn nguyên liệu, năm 2024, huyện Quảng Hòa trồng 632 hectare, năng suất ước đạt 240 tạ trên 1 hectare. Sản lượng ước đạt hơn 14.000 tấn, tập trung chủ yếu tại các xã Đại Sơn, Cách Linh, Phúc Sen, Bế Văn Đàn, thị trấn Hòa Thuận và thị trấn Tả Lùng. Trong đó, thị trấn Hòa Thuận trồng trên 125 hectare sắn nguyên liệu, đạt 104% kế hoạch, năng suất đạt khoảng 25 tấn trên 1 hectare, sản lượng ước đạt trên 3.000 tấn. Để tạo thuận lợi cho nhà máy và người dân trong thu mua sắn nguyên liệu năm 2024, cấp ủy chính quyền địa phương thị trấn Hòa Thuận đã kết hợp với các bộ phụ trách nông vụ, nhà máy trao đổi, thống nhất phương án, kế hoạch, lịch thu mua theo thị trường, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người dân và nhà đầu tư. Đồng thời ban hành công văn triển khai đến các xóm, tổ dân phố để phổ biến lịch thu mua, địa điểm và cách thức thu mua sản phẩm hợp lý. Trong thực hiện tạo thuận lợi cho nhà máy và người dân trong thu mua năm 2024 thì phía cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã phối kết hợp với nông vụ của nhà máy trao đổi cung cấp thông tin những cái lịch theo dự kiến thu mua với giá cả và kích thước của nhà máy và đồng thời là ban hành những cái công văn triển khai đến xóm tổ dân phố, đưa lên thông tin của xóm tổ dân phố đến người dân biết cái lịch thu mua, địa điểm thu mua và cách thức thu mua của nhà máy và những cái công việc khác để làm sao mà tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phía công ty thu mua và phía người dân thuận tiện về bán nguyên liệu cho nhà máy. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cây sắn đang là một cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân. Để triển khai tốt hơn nữa trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần phải thực hiện tốt trong các khâu tổ chức liên kết sản xuất sản phẩm hợp lý, đảm bảo quá trình thu mua để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân đối với các nhà đầu tư và tạo ra các chương trình liên kết sản xuất hàng hóa để đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân với các nhà đầu tư. Trước khi bước vào vụ sản xuất, nhà máy chế biến tinh bột sắn Cao Bằng đã triển khai kế hoạch thu mua nguyên liệu tại địa bàn các huyện Quảng Hòa, Thạch An, Trùng Khánh, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Hòa An và thành phố. Trong quá trình thu mua, nhà máy vấp phải sự cạnh tranh của các nhà tư thương thu gom về miền xuôi. Họ đã vận động người dân chặt sắn non, thu mua ổ ạt, khiến giá thu mua không ổn định, gây ảnh hưởng đến hàm lượng tinh bột và làm xáo trộn thị trường thu mua nguyên liệu của tỉnh. Năm nay, nhà máy bắt đầu thu mua vụ sản xuất từ đầu tháng 11 năm 2024, chậm hơn khoảng 10 ngày so với mọi năm. Đồng thời, lên kế hoạch thu mua nguyên liệu theo từng vùng, tránh trồng chéo, ưu tiên đối với địa bàn trọng điểm có sản lượng cao. Trung bình mỗi ngày thu được từ 250 đến 280 tấn. Tính đến thời điểm hiện nay, nhà máy thu được 3.500 tấn sắn nguyên liệu, chiếm 30% sắn của toàn huyện Quảng Hòa. Dự kiến sản lượng vụ năm nay thu mua được khoảng 23.000 tấn, tăng 15% so với niên vụ sản xuất năm 2023-2024. Đồng thời để vận hành sản xuất, đơn vị cũng đã đầu tư thiết bị, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp dây chuyền với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Tạo công ăn việc làm cho hơn 80 người với thu nhập gần 6 triệu đồng một người mỗi tháng. Để sắn là cây trồng hàng hóa phục vụ công nghiệp chế biến, mà hơn hết là phục vụ nguyên liệu vận hành cho nhà máy sản xuất tại địa phương. Nhưng hết năm này đến năm khác, nhà máy chỉ hoạt động cầm chừng vì thiếu nguyên liệu. Trong khi đó, tiềm năng, thế mạnh về trồng sắn ở địa bàn tỉnh còn rất lớn. Nếu như tỉnh có chính sách đồng bộ hơn trong việc khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu, cũng như hỗ trợ nhà máy chế biến tinh bột sắn Cao Bằng, đầu tư sản xuất, chế biến bao tiêu sản phẩm, thì cây sắn mới thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần khuyến khích phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm tại địa phương, theo chủ trương và mục tiêu đã đề ra.
Chuyên mục Nông nghiệp Nông dân Nông thôn đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.